Nói đến chuối, chắc ai cũng đều biết vì nó được trồng phổ biến khắp mọi miền đất nước. Quả chuối cung cấp nhiều dinh dưỡng do chứa nhiều kali, phosphor, magnesium, sắt, canxi, hydrat carbon, tinh bột và đường, vitamin A, B, C, v.v. Như vậy, ăn chuối quả vừa ngon ngọt, lại có các chất cần thiết giúp sự phát triển cơ thể. Quân bình hệ thần kinh, tăng trưởng hệ xương, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể. Đông y cho rằng chuối có vị ngọt, tính bình, bổ tỳ vị, nhuận trường, lợi tiểu. Những người yếu phổi, đờm nhiều, hen suyễn, sốt rét chưa khỏi hẳn, cơ thể hàn không nên ăn. Sau đây là một số bài thuốc phổ biến từ cây chuối. Chữa sốt cao. Lấy củ chuối tiêu, lượng vừa đủ giã nát, tắt được 30ml nước củ chuối, uống trong ngày. Trị các loại sạn thận, mật, bàng quang. Lấy nước từ cây chuối hột, uống vào buổi sáng một chén, dùng liên tục 1 đến 2 tháng mới hiệu quả. Hoặc lấy quả chuối hột mới chín vàng, đốt không cháy hoàn toàn, tức là đốt tồn tính. Sau tán thành bột, uống mỗi lần 1 muỗng cà phê bột chuối với 30ml rượu nếp trước bữa ăn 30 phút. Ngày uống 2 lần và liên tục 1 đến 2 tháng. Cần kiên trì sẽ hiệu quả. Dùng điều trị hỗ trợ chứng đái tháo đường. Lấy một chén nước từ cây chuối hột uống vào mỗi buổi sáng sẽ tác dụng làm ổn định lượng đường trong máu, hoặc dùng quả chuối hột vừa chín, sắc mỏng phơi khô, sắc uống thay nước trong ngày. Chữa phong thấp, dùng 20 quả chuối chín, nướng cháy vỏ, ngâm trong 3 lít rượu nếp để 3 tháng mới lấy ra dùng, mỗi lần uống 30ml trước bữa ăn, ngày 2 lần. Trị viêm loét dạ dày. Chuối hột già, đem sắc mỏng, phơi khô trong râm mát, tán bột. Uống mỗi lần 2 muỗng cà phê với nước nóng vào trước bữa ăn, ngày 3 lần, dùng liên tục 1 đến 2 tuần. Chữa tóc rụng nhiều. Dùng nước nhựa trong của cây chuối để bôi vào vùng da đầu, tức là chân tóc, hàng ngày. Sẽ tác dụng ngăn rụng tóc và còn có thể giúp mọc lại tóc. Mỗi ngày cần dùng 30ml để bôi. Chữa đau nhức răng. Lấy củ cây chuối hột giã nát cùng một chút phèn chua và muối ăn. Sau đó cho vào vải sạch, bắt lấy nước cốt đủ để ngậm 3 đến 5 lần trong ngày. Làm như vậy trong 3 đến 5 ngày liền sẽ hết đau nhức. Trị lăn ben hắc lào. Dùng quả chuối tiêu xanh cắt theo chiều dọc của quả rồi chà xát vào vùng lăn ben hay hắc lào sau khi đã làm sạch. Làm như vậy đến khỏi thì thôi. Chữa trĩ ra máu. Lấy nõn cây chuối hột dài 15cm, đem nướng nóng rồi chườm vào hậu môn sau khi đã rửa sạch lau khô. Khi noãn chuối nguội thì hơ lửa nóng và lại chườm tiếp, làm mỗi lần 30 phút. Trị mụn nhọt, sưng đau. Lấy củ chuối già giã nát rồi đắp vào chỗ mụn nhọt, làm liên tiếp nhiều lần trong ngày, chừng vài ngày sẽ khỏi. Giải độc trong thực phẩm. Kinh nghiệm cho thấy, dùng quả chuối xanh thái mỏng ăn sống chung với các loại rau sống khác có thể trừ được các chất độc có ở rau sống hay thịt cá. Hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Trong khi đang điều trị chứng tăng huyết áp hoặc người mắc chứng này chỉ cần hàng ngày ăn 3 đến 5 quả chuối chín sẽ góp phần làm giảm huyết áp vì trong chuối chứa nhiều kali, góp phần làm giảm áp động mạch. Làm thuốc bổ cho người già, người mới ốm dậy, cơ thể suy nhược, áp dụng một trong hai phương. Lấy chuối tiêu 15 quả, bỏ vỏ tán nhuyễn, gạo nếp 1 kg, nấu chín để nguội, trứng gà luộc lấy 15 lòng đỏ tán nhuyễn, men rượu 10 cái tán bột, trộn đều tất cả, cho vào hũ sành ủ thành rượu sau 20 ngày là dùng được. Mỗi ngày ăn nửa bát vào lúc đói. Hoặc lấy chuối tiêu bóc bỏ vỏ, ngâm cùng 1 lít rượu gạo, sau 15 ngày dùng được, mỗi ngày uống 30ml. Trị tiêu chảy, lấy một quả chuối tiêu xanh rửa sạch, sắc lát mỏng rồi chấm với muối ăn sẽ khỏi.